nào trật tự nhé, lớp mình hãy nghe đây. Chuẩn bị chuyên đến một bạn sống như Tây. Tây Bắc à? Thì thế cô ơi, lớp ta đang thiếu con trai. Hey, hey. Chuẩn bị dùng chức nào chị em nhà mình ơi. Thằng này trông cứ như bị HIV, đầu bù tóc rối hay là nó bê đề. Mới đến lớp ta cứ lơ ngơ giống như mà. Mặt thằng này lao, giờ hỏi thăm thằng này nha. Mình tên là Thắng, quê ở Tít Lai Châu. Vùng cao à, bọn này đầu gấu, bây giờ muốn đi đâu? Kiếm đáp níu xe hãy đi chung với tôi để. Cậu làm sao thế, mặt cậu như thằng nhà quê. Tớ tặng quà trang này, sao cậu về sớm vậy? Hay là cùng tớ đi dạo ăn kem Hồ Tây? Đang lạnh cậu điên à, tớ chỉ nhận món quà. Công nhận lạnh quá, hay là mình đi massage? Thằng này đến lớp mới được có hai hôm, mà bọn con gái suốt ngày cứ ôm hôn. Sướng thế nhỉ? Mấy đứa chúng ta đã ép à mấy năm qua. Thực sự bực quá, chiều về phang thằng này nha. Cay thật, lên luôn. Này láo sao lại dám ôm mèo, ôm chặt cầm tay trang dắt đi vào ngõ hô theo. Mấy đứa theo tao đứng sau tao phải nghe tao, chỉ cần nhìn thấy là đập ngay đừng dừng tay. Tao quyết không để mất Trang đâu. Nhìn Phan Thăng với Trang giờ sắp yêu nhau. Chúng nó bên nhau khiến con tim của tao đau. Chuẩn bị tổng kết rồi còn đâu mà đòi yêu. Thằng kia vừa đến lại đẹp trai nhà giàu hơn. Mày thì vừa xấu lại mãi chơi thì chịu thôi. Chơi thằng Thắng này, tan học chắc chắn nó và Trang sẽ đi cùng nhau. Ta sẽ cho thằng Cù Thiện đánh lạc hướng Trang. Lớp sau nhà xe lúc này sẽ là một lũ đã chuẩn bị sẵn trứng thối, rau bẩn và mắm tôm chờ Trang chạy ra. Nhận lệnh của tôi, lưu bài ném nhớ chưa? Ok. Nhìn xem kìa chúng nó đi vào, thằng Cù Thiện ra với cây chào. Lừa rồi giờ thì mình hãy ném thật nhiệt tình. Ném. Thế là mình trả thù được rồi. Giờ đâu bao nhiêu chứng thôi à giáp của em chàng của tao nữa không chưa chưa. Các cậu vừa làm gì mà giờ ngồi cười sao trông vui ghê. Ở thế người vừa bị ném là ai? Mấy ông vừa ném anh kiếm kem. Cô nhìn xem tôi xịt nước hoa cha neo nhưng vẫn thôi đây này. Thôi quá. Nhất là cậu thay chỉ vì gay đã đầu têu nên giờ là không khoan dung cũng không thể vì tha. Thầy à đừng cho em nuốt, em xin hứa sẽ ngoan nuốt ngày mai. Em hứa. Thầy à thầy thương em chút, anh cho em một cơ hội chơi trái. Chơi trái thầy nha. Thầy ơi, thầy ơi.
Em xin thầy cho em một cơ hội sửa sai ạ. Em biết lỗi rồi ạ. Thầy đừng đuổi học em nhá. Thôi được rồi, đứng im đấy. Dạ em đứng im luôn ạ. Cậu nghe đây. Dạ. Tôi sẽ cho cậu một tuần thử thách. Nếu mà một tuần cậu không sửa đổi được ấy, thì tôi sẽ phải trục xuất cậu ra khỏi cái trường này ngay lập tức. Dạ em biết ạ. Nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi ạ. Thật là không thể khoan dung được mà. Tại chúng mày đấy. Thái, cậu có bị thầy phạt nặng lắm không? À không sao. May là thầy cho tớ một tuần thử thách. Thật ra là tớ cũng có lỗi với cậu. À không, tớ mới là người có lỗi chứ. Tớ chỉ là không muốn làm ảnh hưởng đến việc học hành của cậu thôi. À, từ nay tớ cũng sẽ không làm phiền hai người nữa. Không, cậu hiểu lầm rồi. Thật ra là tớ với cả Thắng là anh em họ mà. Với lại Thắng không như cậu nghĩ đâu. Là sao? Thắng là... Thôi, đừng nói nữa. Nói biết mặt của người ta rồi. Thế hả? Cùng nhau cố gắng nhá. Tớ sẽ cố gắng. Bằng cái bàn là Liên Xô.